Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đi thăm một cái dự án. Quý vị và các bạn thấy đó, hàng trăm căn nhà phơi nắng phơi mưa, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, thậm chí cả hàng ngàn tỷ, tiếc đứt ruột hết quý vị và các bạn ha. Người ta làm lên bây giờ đắp mền đắp chiếu như thế này này, cửa đóng then cài, xuống cấp hư hao. Quý vị nhìn thấy không? Đây là một vài cái hình ảnh mà Sài Gòn KBA cung cấp trước để quý vị nhìn xem cái tổng thể trong cái video này là như vậy đó. Nhà cửa như vậy đó quý vị này. Thì cái khu dân cư này nó ở phường Hòa Phú đó quý vị. Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương. Thật sự là xót xa và tiếc nuối ha quý vị ha. Từ đây về Sài Gòn chắc cũng khoảng 50 km đó quý vị. 45-50 km đó. Rồi, trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Khi bước xuống đây đó quý vị, các bạn Sài Gòn Camera cảm thấy trong lòng nó cũng cảm thấy nó tiếc quá. Nó tiếc ở đây nè. Tiếc là tại vì cái tiền của đó người ta bỏ ra đây nhiều quá nè. Bây giờ cây cối nó lên nè, để hoang, để phí nè, để xuống cấp nè. Lại có những người không có những cái căn nhà để ở. Thì thực sự là mình không hiểu vì là cây cối nó mọc lên tới lầu luôn đó, người ta làm như không ngó ngàng gì tới luôn á đó. Đó mình xót xa là ở chỗ đó đó quý vị các bạn, thấy tiếc quá đó. Thì không hiểu lý do tại sao đây là những cái nhà đầu tư, người ta mua rồi người ta bán không được, người ta mắc kẹt lại, cho thuê cũng không xong, hay là vì một cái lý do nào đó mà bây giờ toàn bộ người ta để như thế này luôn quý vị. Căn đẹp nhất của dự án này, căn góc bênh chành hết luôn rồi, cửa nẻo bênh chành đập hết rồi, người ta đập kính luôn rồi. Mà nếu mà cái kính cường lực không, nó cứng lắm á quý vị, kính cường lực thì cứng lắm á, còn kính thường thì nó bể là nó là từng cái miếng luôn, từng cái miếng dài nó rớt luôn, chứ nó không có dính kiểu như này. Kính này giống như kính xe hơi vậy đó, hư hết rồi quý vị ạ. Đó, tiếc là ở chỗ đó. Quý vị thấy không? Đó là những cái hình ảnh mà Sài Gòn Camera muốn quý vị và các bạn theo dõi trước là như vậy. Đó là những cái tổng thể. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng Sài Gòn Camera mình đi vào chi tiết và đi xung quanh cái dự án này để mình có cái nhìn rõ hơn. Đó, không biết quý vị và các bạn nghĩ như thế nào, cho mình thấy như thế này nó phải nói là đứt ruột đó quý vị. Tiền hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ bỏ dưới đây. Đó, từ người ta quy hoạch ha, đường xá, công viên, cây xanh, vỉa hè. Đó, bây giờ xây nhà lên như thế này, một căn như vậy người ta chào khoảng trên dưới 8 tỷ đó quý vị và các bạn. Trên dưới 8 tỷ là cái phần thô á, thô. Còn trong nhà thì chưa có hoàn thiện. Đó, bây giờ người ta để từ năm này qua tháng khác phơi nắng phơi mưa. Ở những khu vực này người ta làm đã trên dưới 10 năm rồi quý vị, trên dưới 10 năm. Từ cái ngày thành phố mới Bình Dương được coi như là đi vào xây dựng á, thì những cái dự án này người ta cũng mọc theo. Tại vì đây là ở Bình Dương có rất nhiều cái khu công nghiệp quý vị, cái thời điểm đó là rất nhiều khu công nghiệp. Và những cái dự án này người ta sẽ đón đầu bất động sản công nghiệp mà. Người ta cứ nghĩ là công nhân tới nhiều, mọi người cư dân sẽ tập trung về đây nè, để người ta làm ăn, người ta buôn bán này, người ta làm các cái dịch vụ phục vụ cho công nhân này. Nhưng không ngờ từ sau cái dịch Covid là coi như thị trường bất động sản nó trầm lắng, công nhân thì mất việc, các cái đơn hàng của các cái doanh nghiệp cũng bị thu gọn. Rồi công nhân khi người ta về quê á, thì người ta có những cái điều kiện nó tốt hơn ở nhà. Ví dụ như ở các cái tỉnh phía Bắc, phía miền Tây, miền Trung, khi người ta về quê người ta có những cái các cái tỉnh á, người ta cũng làm những cái khu công nghiệp, người ta cũng làm các cái dự án, nghĩa là công ăn việc làm nó cũng có. Nhưng mà được cái nó gần nhà, người ta làm lương nó thấp hơn, nhưng mà không phải trả cái tiền đi lại xe cộ, tàu xe này, cái tiền thuê nhà, thuê cửa này. Đó, cho nên là người ta vẫn có thể có một cuộc sống yên ổn hơn là đi vào đây để mướn những cái nhà rồi đi làm công nhân. Đó, cho nên những cái dự án mà ăn theo các cái khu công nghiệp là coi như điêu đứng hết. Tất cả các cái huyện ở Bình Dương, tất cả các cái khu cụm công nghiệp, tất cả các khu dân cư
đều là như vậy hết quý vị. Có rất nhiều anh chị nói mình đi quay ở chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nhưng mà mình hứa mình sẽ đi hết các cái khu vực nào mà có những cái dự án như thế này, mình sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng coi và phân tích. Không biết sau này thì cái thị trường bất động sản sẽ như thế nào, nhưng mà mình nghĩ tại vì nó nhiều quá, tất cả các quận huyện người ta đều có làm dự án hết, ngay cả Sài Gòn cũng vậy thôi. Nhưng mà Sài Gòn thì người ta cũng vẫn có ở nha, chứ ở Bình Dương hầu như những có những cái dự án nào người ta để luôn, người ở đếm trên đầu ngón tay, ít lắm, nó không có nhiều đó. Cho nên mình thấy xót xa là như vậy, xót xa là những cái nhà làm nên hoành tráng đẹp đẽ quy hoạch như thế này, nhưng mà cái nhân vật chính lại không có, đó chính là con người đó quý vị thấy không. Đây là những cái nhà mặt tiền đó, nhà mặt tiền dạng như nhà thương mại shop house cửa cả, quý vị thấy không, bể trơn luôn, hư trơn luôn đó. Không 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 biết là tự nó bể hay là một cái lý do nào đó ha, hay là người có những cái sự va đập hay như thế nào đó mà nó bể hết đó quý vị ha. Thường thường á, những cái mặt kính mà làm hướng ra ngoài á là người ta làm cường lực hết quý vị, khó bể lắm, lấy búa đập mới bể chứ bình thường không bể đâu. Đó, quý vị nhìn thấy đẹp đẹp cái vỉa hè đá rồi bóng lớn không, cái xe 16 chỗ mà đậu cái vẫn còn dư không, nghĩa là cái vỉa hè rất rộng luôn. Những cái dãy nhà thì người ta làm cột cái hành lang nó thông nhau đó. Đây là những cái quỹ đất còn lại người ta chưa có làm tiếp nữa quý vị này. Đó, trước mặt quý vị và bạn đó là cái trục đường chính đó, kiểu như xuyên tâm đó. Đó, thì có xe cộ người ta chạy qua lại và đi vào các khu khu công nghiệp. Còn những cái trục đường nhánh như là đường này cũng đường lớn đó quý vị, đường Lê Hoàn đường lớn đó, ba làn xe một bên, hai bên là 6 làn xe, có một cái giải phân cách ở giữa, nó cũng vắng. Đúng là xuống đây mới biết Bình Dương các vị ha. Đọc lạ nhà đất là vấn vương vô cùng, xót thương vô cùng. Đó, đây là ở phía bên trong này, bên ngoài là những cái dãy nhà thương mại. Mà bây giờ thương mại là thua rồi. Người ta bây giờ các cái sàn điện tử người ta ra mua bán online. Đó, người ta lên đó người ta biết được giá hết, so sánh từ cái cửa hàng này qua cửa hàng nọ không cần phải trả giá. Cái mặt hàng nó xuất xứ như thế nào, nó có phù hợp hay không. Người ta rảo cái không cần phải hỏi giá, không cần trả giá hết, được phone cái. Đó, có thể sớm thì vài tiếng đồng hồ, không sớm 1 2 ngày là có hàng ship tới tận nhà. Không cần phải mưa nắng mà đi ra để chọn mặt hàng này chọn mặt hàng kia. Đó là cái lợi điểm. Cho nên những cái dãy nhà shop house bây giờ mình nghĩ chắc hết thời rồi, không không còn hái ra tiền, không còn đẻ trứng vàng như ngày xưa nữa. Cho nên những cái dãy nhà quý vị các bạn nhìn thấy không? Đẹp lắm luôn mà như vậy. À, mình nói rồi, những cái nhà mặt tiền nha, chỉ có làm ăn buôn bán thôi. Chứ còn nếu quý vị các bạn ở thì cũng có những cái phiền toái của nó. Cho nên những cái nhà mặt tiền thường thường người ta rất là ít ở. Đó, ngay ở Sài Gòn cũng vậy thôi. Người ta có nhà mặt tiền để người ta cho thuê buôn bán làm ăn. Người ta ở chỗ khác yên tĩnh. Cho quý vị các bạn cứ tưởng tượng không? Đi làm cả ngày về mệt không? Ở cái nhà mặt tiền xe cộ chạy rầm 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 cả đêm không thể nào ngủ được. Đó, cho nên là những cái nhà mặt tiền là như vậy, nhưng mà bây giờ là thua rồi. Mình như mình đã nói là Sài Gòn cũng trả mặt bằng tới tấp luôn, ồ ạt luôn trên tất cả các cái tuyến đường. Bây giờ người ta mướn nhà thì người ta vô hẻm, người ta mướn cho nó rẻ. Người ta nếu mà nhà người ta chật, người ta mua bán, người ta về, người ta để hàng, để hóa, người ta lên, người ta live stream, người ta bán hàng qua mạng xã hội, người ta chào mọi người lên đó mua, người ta ship hàng tới, không cần cái gì phải ra ngoài đường để cho mọi người thấy, không cần như vậy nữa. Đó, quý vị thấy không? Những cái dãy nhà tắm tắp luôn, đẹp, hoành tráng. Đó, đây có cái nhà bát cơm nữa quý vị này. Đó, quý vị thấy không? Đó là phía trước cái trục đường Lê Hoàn. Đó, đây là bên đây là đường Bùi Thị Xuân này. Khiếp quá quý vị. Đó thì lâu lâu Sài Gòn Camera sẽ cận cảnh để quý vị và các bạn nhìn thấy cái tổng thể chi tiết. Sau đó
mình quay lại cái toàn bộ cái khu vực để cho nó rõ hơn và quý vị và các bạn dễ hình dung hơn. Đó, cho nên là khi mà xuống đây thì trong lòng nó cũng vấn vương lắm quý vị. Mình ước gì mình có ngôi nhà để mình ở. Nhưng mà thật sự nếu mà ở Sài Gòn thì người ta không xuống đây rồi. Mình khẳng định như vậy luôn. Ta không thể xuống đây. Nó chủ yếu là dân địa phương và những cái dân đầu tư thôi. Mà bây dân đầu tư bây giờ là mấy năm nay là sau dịch là te tua rồi. Bán cũng không được, thuê cũng không xong. Đó, cho nên là nó mắc kẹt trở lại. Đó, những cái dự án quý vị thấy không, đất đai còn bao la luôn. Hy vọng rằng những cái dự án này trong cái thời gian tới đó sẽ đi vào được khai thác sử dụng, có cư dân nào về ở. Nói chung lấp đầy, không, mình không nói là lấp đầy hết ngay. Những cái dự án thường thường ngay cả Phú Mỹ Hưng cũng vậy thôi, ra đời gần 20 năm nay rồi vẫn không lấp đầy. Đó, nhưng mà cái tỷ lệ thì rất là cao, 60-70%. Còn những nhà đầu tư, những cái căn góc, những mặt tiền đường, những cái vị trí đẹp, người ta vẫn để đất trống, tại vì đó là những cái nhà đầu tư người ta mua. Bây giờ giá nó cao lên, người coi như làm để của luôn, người ta không bán. Nó hoặc là bây giờ cao quá bán thì không có người mua. Đó, nó có những cái trường hợp như vậy. Cho nên là mình nói chừng khoảng một cái dự án mà 30-40% có cư dân là đạt. Đó, quý vị nhìn thấy, khiếp thiệt luôn á. Cửa thì bể không? Tường thì nứt không? Rong rêu không? Năm này có tháng khác mà mình nói là cái nắng ở Sài Gòn, ở miền Nam quý vị các bạn thấy rồi, nắng tới mấy chục độ, 36, 37, 40 độ, thậm chí trong cái mùa này có khi ngoài trời là hơn 40 độ. Nắng chang chang thì hồ cháo nào chịu cho nổi quý vị, nứt hết, cái lớp vữa tô lên nứt hết. Gạch cũng vậy luôn, lớp xây lớp đồ coi như là chịu nổi. Mà nhất là khi mà nắng lên chang chang về với cái nhiệt độ cao phải không, ầm đổ mưa xuống cái đó, thì cái sự co ngót của cái vật liệu á, của lớp vữa lớp gạch nó chịu không nổi, coi như nứt hết đó. Cho nên là ví dụ như khi mà có con người ở thì người ta sẽ vá những cái vết nứt đó lại, người ta lăn lên một lớp sơn bảo vệ chẳng hạn, hàng năm 2-3 năm đó, hoặc vài năm người ta làm lần. Chứ bây giờ để năm này qua tháng khác như thế này quý vị, đó, những cái dự án này là cũng cả trên dưới cả chục năm rồi đó, nó vậy đó. Đó, quý vị thấy không, cây mà nó mọc lên tới cửa luôn rồi, quý vị thấy khiếp. Mùa này mùa nắng quý vị ha, mùa này mùa nắng còn đỡ, nếu mà mùa mưa nữa lên tùm lên nữa. Đó, mùa nắng này cây cỏ đồ ấy cũng không ai, quý vị thấy không? Lên đến tới lầu, cây leo lên tới lầu luôn, cửa này leo bít cửa luôn, khiếp. Đó, ví dụ như đó là những cái cửa này nó mau hư lắm quý vị nè. Cây á, thì nó cũng có hơi này, có ấy này, nó giữ lại cái hơi ẩm này. Mưa miết rồi nước nó đọng lại nè, bụi bặm nó vô nè, dây nó leo nè, có cái vật liệu nào chịu nổi. Những cái lớp cửa cuốn này làm bằng sắt mà, rỉ sét hết. Cái nhà này hình như trước kia cũng có ở, bây giờ đi đâu vắng quý vị, người ta cán phía trước cái hành lang, cái vỉa hè đó, khiếp quá, xót xa vô cùng. Đó, đây cửa banh trần hết rồi quý vị nè, khiếp không. Đó, một trệt 2-3 lầu luôn quý vị các bạn, cửa phía trên lầu cũng vậy nè, khiếp. Đúng là như mình đã nói rồi, người ta cứ nghĩ là các cái khu công nghiệp sẽ thu hút được một cái lượng lớn công nhân, sau đó là người ta về làm ăn buôn bán rồi này kia, các cái dịch vụ nó đi kèm. Nhưng không ngờ thì công nhân bây giờ các cái doanh nghiệp người ta cũng gặp khó khăn trong các cái đơn hàng, tình hình chung sau dịch Covid tới giờ. Rồi công nhân thì người ta về quê, người ta có một số thì quay trở lại, còn một số thì người ta ở lại quê luôn, tại vì cũng có công ăn việc làm. Các tỉnh bây giờ cũng rất là phát triển quý vị, người ta cũng có khu công nghiệp, người ta cũng có những cái dự án. Nhưng được cái là cái ví dụ như công nhân người ta về, người ta làm thì gần nhà, người ta không phải mua tốn tiền thuê nhà, mặc dù cái lương nó thấp hơn chút.
đó, rồi người ta gần bà gần con nuôi dạy con cái, cho nên người ta ít có lên đi xa để người ta làm như lúc trước. Lúc trước Bình Dương là một cái thành phố trẻ, một cái thành phố công nghiệp rất là năng động. Quý vị thấy không? Cái căn góc này xuống cấp hết trơn rồi, trần nó thấm dột banh chành hết rồi, cửa nó cũng vậy nè, ôi à, hư hết rồi quý vị, không còn gì luôn á. Căn này là căn đẹp nhất của một cái lô lô này quý vị này, tại vì nó tận hưởng được hai cái mặt tiền đó, người ta làm ăn buôn bán rất tốt và cái giá nó sẽ cao hơn những cái căn ở giữa. Nó như vậy đó, cửa đồ bể hết rồi, kính đồ banh chành hết rồi quý vị, làm như người ta không ngó ngàng gì tới luôn đó. Đây là những cái nhà người ta kêu là nhà thương mại đó. Đó, sau này quen gọi là shop house cho nó tây tây một chút. Đó, cửa nguyên cái dàn cửa này bị kính bể hết rồi quý vị, làm như kính xe hơi chứ. Thường thường những cái kính mà nó đưa ra ngoài quý vị, rồi nó tiếp giáp xuống cái mặt ngoài ngoài cái ngôi nhà đó, người ta làm bằng cường lực, mà cường lực là lấy búa gõ thì nó mới bể nha, lấy búa tán thì nó mới bể. Đây chắc cũng kính dạng như kính kính gì á gì mà nó bể kiểu này quý vị, mình cũng làm trong ngành xây dựng mà không biết, không thấy cái kính bể kiểu này, chỉ có cường lực thôi. Kính này giống kính xe hơi, nó bể từng miếng à, nguyên dạy luôn à, nhà này khiếp chưa, 1, 2, 3 lầu, cửa bên trên hết rồi, cửa trên lầu bể hết rồi. Không biết chủ nhân của những cái nhà này người ta có xuống thăm nhà không, xót xa vô cùng ha, đúng là độc lạ Bình Dương á, phải nói như vậy. Những cái dự án rộng lớn quá, những cái dự án rộng lớn quá, không biết cư dân nào và năm nào để được lấp đầy và hồi sinh trở lại, đó là điều mong muốn của Sài Gòn Camera, để cho cái đóng tiền của này quý vị nè đưa vào khai thác sử dụng, nó đỡ bị lãng phí và nó hoang phế, càng ngày nó càng xuống cấp. Thì đến đây video cũng đã kết thúc rồi. Sài Gòn Camera xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn khỏe, thành công và may mắn trong cuộc sống. Cũng mong quý vị và các bạn đăng ký ủng hộ kênh Sài Gòn Camera. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin thân ái chào tạm biệt.